Ở tập trước, Khoai đã giới thiệu với mọi người hành trình đi từ Hà Nội tới Bắc Hà, Lào Cai. Và ở tập ngày hôm nay, buổi sáng đầu tiên ở Bắc Hà, mình sẽ cùng nhau đi chợ phiên Lùng Phình. Ở trong chợ phiên thì chắc chắn có rất là nhiều món ăn hấp dẫn. Nhưng mà hôm nay còn có nhiều món ăn lạ nữa, cho nên mọi người nhớ coi từ đầu tới cuối clip nha. Nhớ bấm like, bấm đăng ký ủng hộ Khoai với. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau thẳng tiến tới chợ phiên. 2 giờ buổi sáng tất cả mọi người, bây giờ là khoảng 7 giờ sáng. Và Khoai cùng với tất cả mọi người đang cùng nhau đi đến một cái chợ phiên ở gần đây, chợ phiên Lùng Phình. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 7 và chợ phiên mở cửa. Thì đáng lẽ là dậy sớm tầm 4-5 giờ gì đó rồi ra chợ tầm khoảng 5-6 giờ để mà thấy bà con dọn hàng ra cho vui. Nhưng mà cái nhóm này là cái nhóm nổi tiếng ngủ nướng á mọi người. Cho nên là 6 giờ mấy mới dậy, thành ra giờ mới đang bắt đầu đi. Thì khoảng tầm nửa tiếng nữa sẽ tới được cái chợ phiên. Và Khoa hy vọng là ở ngoài chợ phiên sẽ có rất nhiều đồ ăn, tại vì ở đây ai cũng đang đói bụng. Chúng ta bị một chướng ngại vật đầu tiên trong ngày hôm nay. Mất xe điện đụng rồi. Xe này là xe thuê nha, chạy phát là anh không chịu trách nhiệm. Ở nguyên đoạn này mọi người có thể thấy có mấy cô gái người Mông mặc váy hoa rất là đẹp, xong rồi có mấy cô đang gùi cái gùi phía sau lưng. Nguyên một cái dãy núi màu xanh lá cây trước mặt mình luôn. Nếu mà có mặt trời chắc là đẹp hơn nữa. Đường xá ở đây thì Khoai thấy y chang mấy cái đường bên phía Hà Giang luôn. Tại vì chỗ này là giáp ranh với lại Hoàng Su Phi Hà Giang mà. Trời ơi, hai anh chị không đỡ mạo hiểm nha. Em quay lên là bằng chứng trước tòa luôn rồi. Công an sẽ bắt hai anh chị. Biết con. Ở đây thì người ta cũng trồng bắp trồng ngô nhiều lắm mọi người. Đang mùa mưa trên mấy cái dãy đồi dãy núi này nó xanh mướt à. Chứ nếu mà mùa khô á thì nhìn nó sẽ kiểu đen đen của cái màu núi đá. Chống rung ổn không Nam? Cái clip chắc rung luôn á. Em nói chuyện với mấy anh Châu đi. Ở đây thì mình phải nhường đường cho mấy em Châu này mọi người. Tại vì khu này thì thấy tụi nó đi qua đi lại nhiều lắm. Ở đoạn này thì mình còn thấy Châu nha. Nhưng mà mình lên cao ở khu vực mà ở Hà Giang á thì sẽ ít thấy Châu hơn. Phía trước mặt mình là chợ Lùng Phình rồi mọi người. Và bây giờ thì Khoai với lại mọi người đang kiếm chỗ đậu chiếc xe này. Ôi, người ta bán đồ nhiều lắm. Dạ. Sau lưng Khoai là Ủy ban Nhân dân mọi người. Đi kiếm nãy giờ không có chỗ đậu xe cho nên là gửi ở trong Ủy ban Nhân dân luôn. Mấy anh ở đây cũng dễ thương cho đậu nhờ. Ở đây thì Khoai thấy là mọi người đi chợ cũng đông lắm. Đủ loại âm thanh hết á. Quần áo trẻ em. Ê, bên đây người ta bán áo các bà, áo các cô 10.000 đồng. Cái này giống như là giá đậu nành đó mọi người. Làm từ đậu nành đúng không cô? Đúng rồi. Dạ. Chương trình bán đại hạ giá cho tất cả quý vị và anh chị ngay trong buổi sáng ngày hôm nay luôn. Quần thu nam, quần ngố nam bán thanh lý đặc biệt chỉ có 33.000 đồng một chiếc. Đi 100.000 đồng. Chúng ta có hai lựa chọn là quẹo đây hoặc đi thẳng đây. Đi hướng nào? Vào đây hả? Ok. Áo sơ mi nam 205.000 bán thanh lý chỉ có ớt quá chừng 100.000 đồng. Bên đây thấy người ta bán ớt với lại đậu 100.000 đồng 3 chiếc. Quần trẻ em, quần nghỉ nước 100.000 đồng 3 chiếc. Trong chợ này sẽ có một cái khu ẩm thực rất là đông, nên là Khoa sẽ đi vô trong đó để mà kiếm gì để ăn. Ngoài này thì thấy bà con hôm nay chủ yếu là bán ớt và mận thôi. Khu này là cái khu mà ẩm thực. Khoa thấy rất là nhiều người đang ngồi ăn ở đây.
có mấy cái món kiểu lòng và thịt heo luộc. Ở trong đây có phở cũng ngon lắm. Giờ mình sẽ lựa coi cái chỗ nào để mà ngồi ăn. Mọi người đã mục tiêu rồi. Em Khoai vẫn còn đang đứng túc ở kia lận. Cái khu ẩm thực này Khoai thấy cũng rộng. Cái đó là cái phần đầu của con heo đúng không ạ? Dạ. Dạ. Ở trong đó Khoai thấy người ta có một cái mớ chân giò luộc. Chỗ này thì cô này chắc là bán phở, tại vì thấy có cái bánh phở ở đây. Ở đây mình bán phở à? Vâng. Dạ. Em vào trong đó em nhìn cái giò được không? Cái chân thịt luộc. Dạ, Khoai xin vào trong này để xem cái thịt luộc của chị. Wow, ở đây Khoai thấy có bao tử nè, có chân giò heo, có lòng heo và phần thịt nữa. Mình sẽ kêu, chị ơi cái này em kêu riêng được không? Kêu thêm được không? Được, được. Dạ, cái này thì bán sao vậy anh? Lấy cái nào? Bao tử thì bán sao? Cái này 30.000 một lạng. 30.000 một lạng. Anh cho em nguyên cái chân giò này được nha. Được. Dạ. Còn lưỡi heo? Lưỡi vậy. Lưỡi cũng vậy. Với cho em một cái lưỡi heo. Cái lưỡi này nữa. Cả dạ. Lưỡi hết à? Dạ. Với lại một phần bao tử. Vâng. Khoai sẽ lấy luôn cái phần chân giò dưới này. Vâng. Dạ. Lấy cả phần bao tử này tí. Dạ. Cho mất thú. Lấy cái này chắc không lấy hết được chứ? Dạ, lấy một nửa thôi ạ. À. Lấy nửa đây hay nửa đây? Dạ, nửa nào cũng được. Lấy cả cái này không? À... lấy một nửa nhá. Dạ, cho em một nửa tay heo nhá. Dạ. Cả đây là anh ăn thử một tí. Dạ em cảm ơn anh. Mềm, ngọt. Và cảm giác nó còn nóng nóng tại vì anh vừa mới luộc xong. Anh có hay xem không? Anh hay xem YouTube không? Có hay xem nhiều nhưng mà chả biết kênh của... Dạ, sau hôm nay anh nhớ lên ủng hộ em nha. Vâng, vâng. Còn hay xem đấy, đứa cháu nó suốt ngày xem đây nè. Dạ. Ở đây thì đồng giá 30.000 100 cà ram hết mọi người, là 30.000 một lạng á. Vâng. Cho nên là mọi người muốn ăn thịt gì cứ thoải mái lựa chọn. Đây là giá chung rồi, ăn bán cho ai thích ăn cái gì thì chọn cho đấy. Dạ. Khi bán cho mình thì anh sẽ trụng cái phần thịt đó lại. Cho nóng nhé. Dạ. Đây là cái nước phở hay nước gì vậy anh? Nước phở. À, anh trần cái phần thịt này vô trong cái nước phở luôn cho nó nóng lại. Vâng, cho nóng lại. Hai cái nồi lớn bên đây cũng là để mình nấu nước dùng phở hả anh? Chán bánh phở. À, là để chán bánh phở. Lát nữa anh có chán bánh phở nữa không? Bánh phở thì mai... mai mới có thôi. Trong có chợ. Dạ, là hôm nay mình chỉ bán thôi. Hôm nay mình chỉ bán phở thôi. Wow, anh đang làm nước chấm cho mình. Hành lá vào trong. Mì chín luôn. Dạ. Mì chín. Còn bên đó là gì vậy anh? Đây hạt tiêu. À, mì chín với tiêu. Nước cốt. Để chan nước phở nóng vô trong cái phần nước chấm này. Và bước cuối cùng cho cái nước chấm thêm vị đậm đà là mình sẽ dắt chanh cho mọi người. Có một điều đặc trưng ở đây mà Khoai quan sát được là mọi người dùng bột ngọt và bột nêm rất nhiều. Một muỗng bột ngọt, một muỗng đầy bột nêm. Và tiêu, hành lá sẽ được để lên trên tô phở. Mình là người dân tộc gì vậy chị? Dân tộc Nùng. Người Nùng? Vâng. Chân giò heo sẽ được chặt nhỏ ra, sau đó sẽ chế nước dùng nóng vào. Nước phở này mình nấu từ xương heo lúc nãy đúng không chị? Vâng, đúng rồi. Đây là người sống ảo nhất nhóm mọi người.
luôn luôn đi ăn cái gì cũng phải là cúng Facebook trước. 100% là thịt bao tử, lưỡi heo với lại lỗ tai heo. Tô phở thì mọi người có thể thấy cái bánh phở nó có màu hồng hồng. Thường ở trên đây á, thì người ta sẽ dùng cái gạo bao thai đỏ hoặc là cái gạo nương, cho nên nó có cái màu hồng đỏ đỏ đặc trưng này. Bánh phở rất là mềm luôn. Vậy nó cũng dai dai. Mềm mềm dai dai và kiểu nó rất là mướt ở trong miệng á. Thường ở trên đây á, bà con ăn một cái tô phở đầy bánh phở luôn. Cái tô của Khoai là, Khoai nói chị là chỉ làm 1/2 số lượng phở so với bình thường thôi. Vì bà con kiểu đi bộ nhiều, đi làm nương làm rẫy, cho nên là cần rất là nhiều năng lượng. Nước phở thì kiểu ngọt ngọt thanh thanh, thơm mùi hành lá. Chắc là ở trên đây mọi người sẽ bỏ bột ngọt nhiều hơn với mình đó, nên mình thấy cái vị bột ngọt nó cũng hơi rõ ràng trong này. Chè giang nước chấm đặc biệt quá ha. Cái lưỡi vẫn còn độ giòn. Da này nó hôi rồi. Thì nó có cái da. Cái heo giòn, phần da thì kiểu mềm mềm dẻo dẻo. Có gân giòn giòn chính giữa. Nhưng mà anh này anh làm lòng tay heo này nọ không có bị hôi. Mọi người có thể thấy nha, cái phần da con heo này rất là dày, nhưng mà anh đã thui bên ngoài rồi nên nó có cái màu vàng vàng rất là hấp dẫn. Cái này heo rừng. Heo này là heo heo đen. Dai dai giòn giòn. Dẻo dẻo. Phần gân ở trong kiểu nó chảy nhựa luôn mọi người. Bây giờ sâu mé. Làm mé đi cơ. Ôi chị ơi, đây là đọt của cây gì vậy ạ? Khoai không biết nữa, Khoai thấy có một cái cây này. Cây rau muống hả? Không phải mọi người. Khoai lần đầu tiên Khoai nhìn thấy cây này. Bạn nào biết cây này là cây gì nhớ bình luận cho Khoai biết với nha. Cái này là để xào lên ăn à? Em cảm ơn. Ở đây Khoai thấy có một cái chảo lớn, là chị này đang bán canh tổ chúa. Là cái loại canh mà hồi xưa Khoai ăn ở nhà anh Đành ở trên Hà Giang á mọi người. Chị ơi, cho em một bát với. Dạ. Món canh này thì rất là phổ biến ở vùng cao. Bà con sẽ lấy cái nước đậu nành, xong rồi nấu chung với lại rau cải. Nó sẽ kiểu đặc đặc và nó rất là lạc, chỉ có nêm xíu muối trong đây thôi. Dạ, 10.000 đồng một tô đó mọi người. Cô dễ thương lắm, cô cứ cười suốt à. Mua một tô thôi, tại vì mọi người để bụng ăn những món khác nữa. Này là thịt gà đen ở trên đây mọi người. Trong chợ này thì Khoai thấy là chủ yếu người ta bán phở, bán mấy món giống giống nhau thôi. Chị còn bỏ vô một xíu hành lá và một ít rau thơm lên trên nữa. Mọi người, chị chủ quán nói là có uống rượu không? Chị đem bình rượu ra. Đây là rượu ngô, một trong những đặc sản rất là nổi tiếng ở trên đây. Em với chị uống cùng nhau. Cầm đi. Khoai với chị sẽ uống chung một. Ôi trời ơi. Mình phải chén cái ly cho nó sạch. Đây là rượu ngô đúng không chị? Rượu ngô. Rượu ngô. Không ngon. Dạ. Không ngon. Không ngon. Dạ. Ít tuổi khoảng mà. Dạ. Cộng thôi. Dạ. Hai ba. Vô. Ở trên đây mình uống rượu mình nói sao? Ê.
rất là ngọt, hơi có vị đắng đắng và cay của rượu. Nhưng mà khoai thì khoai không giỏi uống rượu. Cảm ơn. Wow. Cảm ơn chị. Màu hồi nữa là cái mặt khoai sẽ đỏ chét luôn, đảm bảo 100%. Không, rượu ngô nặng lắm mọi người. Phải uống thì cảm giác nó rất là kiểu nóng nguyên cái cổ họng mình luôn á. Và rượu đi tới đâu mình cảm giác được tới đó luôn. Wow. Dạ, yeah, cảm ơn. Cái này mình ăn mình phải nêm lại mọi người, tại vì nó rất là lạc. Mình phải nêm muối với lại bột ngọt thêm. Ở đây lúc nào người ta cũng sẽ có muối, có bột ngọt. Khoai sẽ bỏ vô đây một muỗng muối. Xong rồi một ít bột ngọt. Vì cái món này nó chỉ có cái nước đậu xay với lại cái cải thôi, không có gì hết, nên mình phải thêm xíu bột ngọt để kiểu cho nó có vị dễ ăn hơn. Mình trộn lên. Cái phần tàu hũ nó sẽ mềm mềm mượt mượt. Gọi là tàu hũ cũng không đúng, vì cách nấu của cái món này là người ta sẽ dùng cái nước của đậu nành nấu chung với lại cải. Khi nấu nó mới đóng thành ván cục cục lại giống như đậu hũ. Người ăn riêng á thì mình sẽ thấy rất là dễ ăn. Nhưng mà nếu mà mình trộn chung với lại cái mèn mén thì nó sẽ bị lợn cợn cái mèn mén. Ui em cảm ơn chị. Đây là mèn mén. Đúng rồi, ngô người ta phơi khô xong rồi người ta cài nhuyễn ra. Rồi người ta đồ hấp giống như hấp xôi vậy đó, 3 lần 4 lần cho nó mềm ra. Xong rồi mình sẽ múc canh tẩu chúa trộn vô chúng nha. Tại vì mèn mén ăn rất là dễ sặc cho nên là trộn canh tẩu chúa về ăn thì nó sẽ đỡ sặc hơn. Rồi múc thử miếng nè. Cái vị chủ đạo đó là cái vị của cái mùi nước đậu nành đó, giống như tàu hũ vậy. Cho rồi mình ăn với mèn mén thì nó kiểu nhuyễn nhuyễn. Ăn bằng mén rất là dễ bị sặc, khi mà mình ăn không. Cho nên khi mọi người chan với cái canh tổ chú này thì ăn nó dễ nuốt hơn. Bà con ở vùng cao mà kiểu những cái lúc mà khó khăn á, tại vì trên đây là kiểu núi đá, chỉ có thể trồng được bắp ngô thôi, chứ hồi xưa làm gì có lúa gạo như bây giờ. Kiểu cảm giác giống như là mình đang ăn cái dừa khô của mình mà mình sơ dừa khô á, dừa khô mình nạo ra rồi á, mà mình vắt hết nước cốt rồi mình còn lại cái sơ dừa á. Món này thì Khoan nghĩ chắc là sẽ kén người ăn á, tại vì cái hương vị, cái gia vị nó cũng đơn giản à. Nên là nếu mà bạn nào có lên đây du lịch thì có thể ăn thử để mà mình trải nghiệm, biết được cái món ăn đặc sản của bà con trên đây sao. Trong chợ thì Khoai thấy cũng có rất nhiều người bán những cái thảo mộc hay là những cái loại thuốc gia truyền, cổ truyền. Ôi cô này là người Mông á mọi người, cô mặc một bộ đồ trang phục truyền thống của người Mông rất là đẹp. Ở bên đây là người ta đang bán dao hả? Sao? Mày mua gì? Đậu phộng. Đậu phộng hả? Cái này là luộc hay là rang vậy cô? Đậu rồi, rang rồi. À là rang hả cô? Ừ, làm rang rồi. Lạc rang. À, bao nhiêu một chén như vậy vậy cô? 10.000. 10.000 luôn? Ừ. Vậy cho con 2 chén nha, 2 bát nha. Vâng. Dạ. Quay cái này nè. Cái gì? Cái ở trong nó đỏ luôn. Ờ. Trời nhìn nó mập lù luôn, cho cục coi. Cảm ơn. Dạ lấy. Giòn ngon. Thơm béo. Cô ơi, cô nhớ lên trên mạng cô coi ủng hộ con nha. Con tên là Khoai Lang Thang. À. Khoai trong củ khoai lang á cô. Đây là xôi ngũ sắc à? Ừ, xôi ngũ sắc đấy. Số 5 màu. Màu cam này, màu cam mình lấy từ cái trái gì vậy cô? Màu cây bên kia rồi. À, cái lá bên đó sao giống lá cẩm vậy ta? Ừ. Lá đó nó ra màu tím chứ. Màu tím hay màu đỏ có. Màu xanh. Có một cái loại lá màu đỏ luôn. Và có lá màu tím. Ừ. Dạ. Lá màu xanh à, lấy màu xanh à, phải lá tím đây làm bằng vô. Dạ. Ừ. Xong rồi cái màu vàng là từ nghệ đúng không? Vâng. Dạ. Dạ con cảm ơn cô.
Bánh rán không ta? Hay là mua luôn ủng hộ cô nhỉ? Bánh rán. Bánh rán là quả gớt làm. Dạ. Quả gớt. Quả gớt. Bánh rán mình lấy màu từ quả gớt. Dạ. Là khoa nhìn thấy cái bột nó có màu hồng hồng nè, trộn với lại cái nhân đậu xanh, làm nhớ tới cái món chè trôi nước của miền Tây mình. Nhưng mà chè trôi nước thì bỏ vào trong nước đường để nấu lên, còn bánh rán này thì là bỏ vô trong dầu để chiên lên. 10.000 5 cái. Dạ, vậy cho con 5 cái. Chị là dư. Để cũng... tưởng 10.000 một cái. Để con tưởng 10.000 một cái. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn cô. Ôi là trời, cái lỡ tay giò. Thôi ăn thử đi, ăn thử đi, ăn thử đi. Mỗi đứa một cục. Đổ đường nha. Có nước đổ đi, này đổ đi. Này là mà. Sao thấy có 4 sắc rồi thôi. Ừ, có 4. Đâu, màu. Bây giờ là màu đỏ nè, là một màu, màu tím hai màu, màu vàng ba màu, màu trắng. Rồi 4 màu. Một màu tím với màu đen nè, màu trắng. À mà nếp hang với màu còn nếp hang nữa. Thôi giờ mình bóc tay nha. Đây là ngũ sắc mà. Ừ, 5 màu chứ. Thì 5 màu đúng rồi đó. Muối mè chứ đường thôi. Cái này đúng muối mè. Thấy chưa? Ủa, nãy chị nói muối mè. Em kêu muối mè, chị kêu đường mè. Để cho nhóm bịch đường vô. Nhóm này không bao giờ hòa thuận được hết mọi người. Cái xôi dẻo nhưng mà hơi cứng, kiểu ráo ráo á, chứ không phải là dẻo mềm giống như là xôi mà mình hay ăn. Mà nó dẻo nở. Ừ. Muối mè mè, mặn mặn, béo béo, có thơm mùi đậu phộng. Ê, cái này là muối đậu phộng á, không phải muối mè đâu. Tại vì mình quen kêu là muối mè. Ừ. Cái này mặn chất luôn. Cái gì? Không ăn nó thôi. Tao đang ăn ngon đó kìa chị, thì ăn cái này là mập dữ lắm luôn á. Ủa thì có sao đâu, thì tao cũng ăn thôi. Kêu mập thì tao ăn thôi, sao đâu, tao vẫn ăn mà. Mày ốm mày ăn nè, nên ăn để cho mập nè. Chợ bên đây thì có thấy có nhiều cái khu vực mà người ta bán những cái đồ gia dụng nè, giày dép đồ rộng lắm. Coi cái đế kìa. Tại vì định mua dép để đi. Em lấy đôi nào? Này ạ. Em lấy đôi này đi, chị lấy cho em 50. Trời ơi. Trời ơi, thử xuống đất luôn rồi là mua rồi đó. Mua mà. Chị ơi, chị có đôi nào size 45, 46 không? Không, nó chỉ 44 là to nhất thôi. Hai đôi dép 90.000. Có bảo hành không chị? Bảo hành cái gì, tụi em ở xa làm sao bảo hành được. Nó hư thì em sẽ chạy lên đây em bảo hành. Bây giờ bẩn rơi, bây giờ bảo hành. Nè, em thử mà. Em không đòi đâu. Nhưng mà em lấy em đi mà. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Người Mông á, người ta rất là thích trang phục mà kiểu lấp lánh, trang phục bạc á mọi người. Cho nên là những cái bộ đồ truyền thống thì thường sẽ có đính bạc hoặc là kiểu lấp lánh như vậy. Mấy cái dao mà mấy đồ thép ở trên đây á, rất là kiểu bén và bền luôn mọi người. Nếu mà có dịp lên đây mọi người nhớ mua một cái con dao của người bà con trên đây rèn, về nhà xài bền và lâu lắm. Bánh phở thì bà con cũng bán như vậy, để mà có ai muốn mua mang về ăn thì ăn. Đang mùa vải cho nên là trong chợ khoai nhìn thấy vải nhiều lắm. Ở đây thì có chổi. Chị gọt cho em hai chiếc khóm được không? Hai cái nè. Dạ. Cái này trồng hết quả xoan. Lại gọt rồi đó hả? Mình nhìn đây, trồng hết là xong cái nè. Dạ dạ, để cho em hai chiếc khóm. Đây coi thấy có mấy chiếc khóm múp múp dễ thương lắm nên mua luôn. 5.000 một trái thôi. Dạ rồi, em cảm ơn. Khóm nó rất là đậm luôn á, ngọt nhưng mà nó cũng chua, kiểu hai vị nó đều nhiều. Được cái này nó cũng giòn nữa. Khóm ngon. Trang trại dâu tây. Bây giờ thì Khoai với lại mọi người cùng nhau đi qua một cái vườn dâu. Mà Khoai cũng không biết là bây giờ người ta có dâu không nữa. Tại vì thấy ở gần đây có vườn dâu nên cứ chạy qua. Chợ phiên chỗ này thì cũng không có đông lắm mọi người, cũng hơi ít gian hàng, thành ra là cũng không có nhiều thứ để khám phá. Cái chạy dâu tây ở đâu vậy?
Hỏi thì phải đường này không? Đường tới trại dâu tây là đường này phải không? Giống khủng quá. Đường này hay đường này? Bên này. Bên này. Nhai quái mày. Trời kìa. Mùa nước đổ vừa mới xong cho nên bà con vừa mới gieo lúa xong mọi người. Nên mấy cái ruộng bậc thang nó cũng chưa có xanh lắm. Vẫn còn lưa thưa thôi. Ôi, ở đây nhìn nó giống như là một cái thung lũng thảo nguyên vậy á. Wow, đẹp quá mọi người. Xa xa kia có mấy cái cây sao mộc. Nhưng mà ở đây mấy cái cánh đồng, cánh ruộng là mọi người nhìn vậy thôi chứ thật là đá không à. Khi muốn trồng trọt được thì phải nhặt bớt đá ra, lụm bớt đá ra. Hoặc là phải cày kỹ lắm, bừa kỹ lắm thì mới trồng được. Ở đây trồng cây lê với gì thì người ta kiếm cây đá. Nó phải đúng không anh? Ừ. Ở đây Khoai thấy cái trang trại dâu rồi kìa mọi người. Người ta trồng ở trong nhà màng. Hy vọng là có dâu cho mình tham quan. Ui, thấy đóng cửa rồi, không biết người ta cho không? Để vô hỏi thử. À, mình có cho tham quan vườn dâu không anh? Hết dâu rồi hả anh? Dạ. Còn trái ít ít không? Không còn trái nào hết à? Dạ rồi, em cảm ơn. Về thôi mọi người. Dù ngày hôm nay mình không được đi hái dâu, nhưng mà không sao hết. Chợ phiên lúc sáng cũng có rất nhiều món ăn và cũng rất là no bụng rồi. Bây giờ thì trời có một xíu nắng, cho nên là nhìn thung lũng xa xa rất là đẹp mọi người. Cây cối xanh mát. Chiều ngày hôm nay Khoa sẽ đi đến thăm nhà chị Thư và cùng nhau lên đồi để mà hái mận. Chị Thư là cái chị mà mình gặp ngày đầu tiên ở Bắc Hà. Mọi người có thể kéo lại tập trước để coi nha. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau. Mình sẽ cùng nhau đi hái mận thiệt là vui. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.